xin chào các bạn và các anh chị quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán đây lại tiếp tục là mình à, bếp trưởng đây à. thì các bạn thấy là với thị trường của chúng ta là cái uh, kiên nhẫn đúng không thấy thị trường tăng thì chúng ta cứ kiên nhẫn à, kiên nhẫn là mẹ nó thành công nha các bạn và anh chị rồi uh, sau đây thì không lòng vòng nhiều thì mình sẽ review qua thị trường và cũng như là có những cái uh, góc nhìn à, cho các anh chị và các bạn về thị trường trong cái ngày mai là ngày cuối tuần đó, để chúng ta làm gì đúng không? Đó, thì như vậy thị trường ta như hồi sáng này các bạn thấy là thị trường đi vào một cái vùng hưng phấn đúng không? Đó, thì khi mà giảm như thế này thì các bạn thấy là nó mới cái sự hưng phấn đó nó mới tụt áp đó tụt áp cũng như là mình thấy là những cái vùng uh, uh, red eye này nó cũng nằm ở cái vùng quá mua đúng không? vùng quá mua thì bạn thấy là như vậy thì nó hội tụ rất là nhiều yếu tố các bạn thì chút nữa mình sẽ review chi, chi tiết cho các anh chị và các bạn nha thì uh, ngày hôm nay thì các bạn và các anh chị thấy là thanh khoản của thị trường của chúng ta là rất tốt rất mạnh luôn đây các bạn thấy là về thị trường à, uh, về như Vn30 thì chúng ta thấy là giảm đâu đó 13 điểm 13,22 điểm tương đương với 1,2% và cái thanh khoản của chúng ta là đâu đó khoảng 8.665 tỷ đó nhưng mà đối với index hiện tại là chỉ có giảm 8,22 điểm thôi tương đương với 0,74% như vậy thì các bạn thấy là trong cái đợt giảm này thì các cổ phiếu trong V20 cũng lại một cái áp lực rất lớn và giảm rất mạnh Để không? ảnh hưởng đến thị trường chung cũng rất lớn và À, các bạn và các anh chị thấy nó cũng làm gia tăng các khoảng cách đúng không đó như mình nói các bạn để mà thị trường uptrend được gọi là siêu sống tăng mạnh thì các bạn phải thấy là gì phải có dòng tiền mới cái dòng tiền mới rất quan trọng nó quyết định cho xu hướng thị trường và nó làm cho thị trường ta tăng mạnh hay không còn với đoạn này như mình có nói các bạn dù là trong ngắn hạn nó chuyển qua một cái xu hướng tăng thật nhưng về mặt lý thuyết nó vẫn chưa phải là một xu hướng tăng rõ ràng đó, thì chút nữa thì mình phân tích cho các bạn cho nên là tại sao mình luôn cảnh báo với các anh chị thị trường càng tăng chúng ta càng cẩn thận và hạ tỷ trọng đưa về an toàn chứ không chứ không phải là lúc mà mình mở mua mạnh là full margin nữa đúng không thì các bạn phải hiểu là cái lúc mà thị trường tăng á phải cần đến trụ trụ là cái 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 nhóm dẫn đường cái nhóm mở đầu cho thị trường rồi sau đó lúc đó các bạn thấy là mới đến nhóm Benny và Moncap và Benny nhưng ở đây các bạn thấy là gì? mình chỉ thấy Benny và Moncap tăng rất nhiều thu hút được dòng tiền cực kỳ lớn nhưng các nhóm trụ bị phù dập rất mạnh thì không có lý gì mà nhóm trụ tăng được đâu các bạn thì chưa khó tăng lắm được không? rồi chúng ta sẽ uh, view qua uh, thì mình cũng chờ tới giờ này đó thì các bạn thấy là ngày hôm nay là dù là sau một cái thị trường tăng thì nước tự doanh bán nhưng mà ngày hôm nay thì khi như vậy thì tự doanh lại mua rồng khá là mạnh đó thì thấy là tự doanh mua vào Novaland đúng không ạ và chứng chỉ quỹ rồi như là công thương ghét và STB rồi nước ngoài thì các bạn và các anh chị thấy hôm nay vẫn tiếp tục là một cái hành trình bán khá là mạnh đó chưa ngớt một cái chuỗi bán nếu mà ở đây có một cái ngắt chuỗi thôi chứ còn tiếp tục vẫn là tiếp tục bán và hôm nay bán rất rất là mạnh ha 316 tỷ đặc biệt là trọng tâm vào Vinamilk ghét HCM là bị ban Rồi chúc mình sẽ review là các nhóm ngành chính cho các bạn và các anh chị tại ngày hôm nay các bạn thấy tăng thì nó tăng là gì mà cái nhóm thủy sản rồi cái nhóm thép à, thép nè thủy sản nè bất động sản khu công nghiệp là cái nhóm mình thấy tăng tốt nhưng động lực chính mình vẫn thấy là ngành thép tại vì ngành thép không phải là riêng toàn ngành nó cụ thể là cổ phiếu chủ phát đó nó tăng nó giúp cho thị trường đỡ được một đoạn rồi cả cổ phiếu việt Công Băng. đặc biệt các bạn thấy là khi như mình nói bạn cổ phiếu việt Công Băng là cổ phiếu vượt đỉnh khi mà vượt đỉnh như vậy thì nó sẽ giúp cho thị trường tăng rất là tốt đó nhưng mà các bạn thấy là vượt đỉnh xong thì à, với áp lực thị trường như này nó cũng gọi là đè xuống đúng không thôi chúc nữa chúng ta cũng vì view à rồi hôm nay thì uh, tác động tới thì chúng ta thấy là uh, Vietcombank vẫn là một cổ phiếu mà ảnh hưởng đến thị trường chung khá là tốt. Đó. Ngày hôm nay mình thấy là Vietcombank nè, đúng không? Đó. Cũng giúp cho thị trường tăng điểm, tăng trên ba phẩy mấy phần trăm, ba phần trăm. Như vậy thì nó ảnh hưởng đến thị trường chung rất là lớn. Mình thấy chỉ số một mình Vietcombank không gánh ba điểm rồi. Nếu mà trừ Vietcombank ra, bạn thấy là thị trường còn giảm ghê hơn, đúng không? mương giảm ghê hơn. Rồi như Hòa Phát, đó, rồi như dược khẩu gian Hvn vgc nay BGC tăng trần rồi với áp lực thị trường này cũng bị chốt lời khá lớn và cả trong những cái nhóm ngân hàng cũng bị áp lực bán à, áp lực bán rồi về tổng thể thị trường bạn thấy là cái nhóm mà tăng mạnh trong ngày hôm nay với thị trường chỉnh thì chúng ta ấy là những cái nhóm mà giảm mà nhanh nhanh mà thu hút được dòng tiền khá là mạnh đó là cái nhóm chứng khoán đó cái nhóm chứng khoán là cái nhóm mà giảm trên ba ươi mấy phần trăm như thế này đó, rồi cái nhóm bất động sản cũng thu hút dòng tiền nhưng mà lại đây là cái nhóm gọi là phân bổ dòng tiền nhiều mà. Đó, nhưng mà nó vẫn bị áp lực bán thì bạn thấy là trong những nhóm ngành này nó vẫn uh, phân hóa rất là nhiều ha Đó. rồi cái ngành ngân hàng Đó, ngân hàng gần như bị áp lực bán thì ngân hàng thì bạn thấy là có việc công băng tăng thôi còn nhiều là đỏ lè đỏ lét luôn Đó, đỏ lè đỏ lét Đó. như vậy là gọi là một cái sự cực kỳ mạnh trong cái cái uh, nhóm này rồi chúng ta sẽ view qua và mình nghĩ là cái nhóm uh, thép là cái nhóm mà mình nghĩ là uh, cụ thể như có hòa phát thôi cũng bị áp lực bán nhưng mà mình thấy là hôm nay thì cái thanh khoản của hòa phát cũng khá là lớn à, khá là lớn ở à, trong ngành thép mình thấy là như mình nói những cái ngành này nó chỉ có hòa phát nó vượt vượt nền vượt được cái nền thôi những cái cổ phiếu còn lại thì nó cũng khá là yếu như Hoa Sen và Nam Kim như vậy thì các bạn thấy là đối với thị trường nếu mà điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy là gì cái cơ hội của chúng ta mua được những cái vùng giá tốt à, hấp dẫn hơn cũng như là sáng livestream mình cũng có chia sẻ mọi người nên chú ý vào ở cái vùng một không một không đúng không thì vì cơ bản về mặt ngắn hạn nếu mà có điều chỉnh ở đây á thì mình nghĩ là như mình có nói bạn nó cũng sẽ có nó chưa chỉnh ngay đâu, nó cũng sẽ có những cái đoạn mà rất khó chịu cho bạn gọi là gọi là à, nếu mà trong về mặt dài ấy, thì bạn sẽ thấy nó gọi là buôn chắp, rồi nó sẽ gọi là buôn chắp nhưng mà về mặt ngắn hạn thì nó xảy ra nhanh quá và sẽ thấy là nó cũng sẽ có tiếp tục là hồi hồi lên rồi lại đạp xuống, à, có nghĩa là nó sẽ hồi lên buổi sáng sau nó sẽ hồi lên đó và nó sẽ đạp xuống. À thì các bạn thấy chứng tỏ đoạn này cái dòng tiền nó vào thị trường cũng khá là lớn chứ không hề ít nha bạn đó tiền vào thị trường cũng khá là lớn chứ không hề ít đâu rồi à, nhìn về kỹ thuật thì các bạn thấy là về thị trường nó có hai cái khoảng chống giá chưa chưa lắp lại đúng không thì các bạn cáp thì nó cũng khá là nhiều loại nhưng mà mình có nói các bạn là đây nó đạt hưng phấn cao và trong những cái phiên gần đây bạn thấy là thanh khoản rất là lớn đúng không nhưng các bạn chú ý coi trong buổi sáng mình có livestream và hôm qua mình có nói đó, thì khả năng nó chạm dạ vào những cái biên trên đây nó bị áp lực đó. cũng như là các bạn thấy nhìn về đồ thời dài như mình có nói đây nó mở khoảng trống giá trong cái tuần đúng không nó mà tăng lên như này nó bị áp lực tại vì nó sẽ test lại bạn tăng rồi nó sẽ test lại các bạn sẽ thấy tại vì một mình nói các bạn trong những cái tuần đó đó là một cái khoảng thời gian dài đó nó là việc vì các bạn hiểu là một tuần nó có tới 5 cái nến đúng không 5 ngày giao dịch 5 phiên giao dịch thì các bạn thấy là một ngày hai ngày nó chưa xảy ra điều đó nhưng các bạn thấy là để chắc chắn nhìn vào cái nến tuần thì các bạn phải nhìn vào từ ngày nào thì chúng ta mới xác định đó hôm nay là ngày thứ năm thì chúng ta thấy là đó, nó gần như cho chúng ta thấy là một cái nến Uh, Doji gì, uh, một cái nến Doji uh, có rau, uh, rau trên. thì như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ uh, cơ nguy cơ của nó là sẽ quay về retest cho lại và vẫn có khả năng nó sẽ quay về ở một không bảy x luôn bạn. nếu mà áp lực về thị trường lớn nó có thể là quay về tầm thậm chí tận ở cái vùng một không bảy không? có nghĩa là nó sẽ có khả năng vẫn có khả năng quay về nếu mà nhìn về dài hơi nhưng mà nó vẫn có khả năng quay về đó nó vẫn có khả năng quay về đâu đó ở 1072 à, 1075 có nghĩa là gần gần đâu đó ở như bạn thấy ở đây nó đâu đó khoảng 1072 1072 có nghĩa là các bạn thấy là trong cái sự hưng phấn là gì đó, mình giải thích đây mà hưng phấn là người ta sẽ quá đà ờ, thường thường sẽ quá đà và À, trong mà chán nản người ta sẽ là tục cùng à, à, chán nản tục cùng luôn thì cho nên là mình nghĩ là bây giờ các bạn thấy là những cái hỗ trợ của thị trường nó đâu đó ở 1072 đó thì nó sẽ hình thành lên những cái hỗ trợ như thế này bạn thấy không nó là các bạn thấy trước trước đây nó 1072 và những cái vùng hỗ trợ tiếp theo ở trên đó, đó, là 1085 1086 thì như vậy các bạn sẽ thấy được là thị trường chúng ta sẽ có thể là kiểm tra rồi test trở về cũng như các bạn thấy là ở đây uh, RSI chúng ta đã đi vào cái vùng quá mua thì cho nên nó có khả năng nó sẽ điều chỉnh uh, nó sẽ điều chỉnh đi xuống và nó sẽ tạo đi lên đi lên uh, nó sẽ đi xuống và đi lên và lúc đó nó sẽ tạo ra sự phân kỳ đó, thì lúc đó ở đây nó sẽ tạo ra sự phân kỳ đó, có thể là phân kỳ phân kỳ sau đó nó mới mới gọi là xác nhận thị trường chỉnh mạnh còn đối với mình thì mình có nói rồi đây là một xu hướng tăng nó đã chuyển về mặt ngắn hạn nó đã chuyển một số tăng à, thì nó sẽ gặp áp lực và rung lắc quanh đây thì cho nên là các bạn thấy là gì nó sẽ bị điều chỉnh thì điều chỉnh ở đây mình nghĩ là sẽ là cơ hội hơn và như mình có nói thì trong những cái đoạn này các bạn thấy là Benny chạy rất nhiều thì mình có nói bây giờ Các bạn cứ gồng thì tới những cái đoạn nào Benny gặp kháng cự các bạn chốt đi Được không chốt dần đi và gần như nó không có điểm mua các bạn đó mình cũng chia sẻ với mọi người thì gần như các bạn cứ trong trong room thì cứ hỏi bình là mấy ngày nay không trong những một hai ba ngày nay đó, mình bình ơi sao room em không có mua gì hết không thấy bán không mua. <laughs> thì đúng rồi thì cái room room mình đã có những cái danh sách hàng nó tầm chín mười mã luôn các bạn nó lúc những cái thời buổi bộ... cao điểm là những cái vùng ở dưới đây chín mười mã mình nắm và lên tới đây và mình chốt dần bây giờ vẫn còn cầm đó, vài mã bây giờ vẫn còn vài mã đó, thì bây giờ các bạn thấy là gì đó. thì bây giờ nó chỉnh thì chúng ta lại sẽ đi săn và những cái nhóm ngành nào chúng ta cần chú ý thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ cùng phi qua những mình nói nó bất động sản của công nghiệp bất động sản của công nghiệp vẫn là một cái mình nghĩ là sẽ hướng tới và những cái nhóm ngành dầu khí đó mình nghĩ là cái nhóm ngành dầu khí và cái nhóm bất động sản của công nghiệp sẽ là hai cái nhóm hot hơn tại vì bây giờ cơ bản các bạn thấy là có những cái dòng dòng chứng khoán nó vẫn sẽ tăng tiếp được không? Nó sẽ tăng tiếp nhưng cái cơ hội các bạn mua cái độ tăng của nó không đúng không đó à, tại vì mình thì vẫn còn cầm thôi nhưng mà mình à, ok vẫn mua được nhưng mà chúng ta sẽ vi qua mình nghĩ là những cái trọng tâm mình cũng nói và cơ hội mua ngắn hạn có hay không cổ phiếu nó vẫn còn tiềm năng hay không ok vẫn còn mình sẽ chia sẻ cho mọi người còn cái nào mua không được mình sẽ nói thẳng là không mua được đúng không và không đúng với những cái của mình mình sẽ mua đó đó thì cái việc mà tư vấn của mình là gì mà phải mang tính chất khách quan nhất đúng không đó, thì không thể để tâm lý bị lung lay lung lay được là phải có một cái tâm lý khách quan nhất rồi đầu tiên thì các bạn phải kể đến đó là cái nhóm ngân hàng thì các bạn thấy ngân hàng đoạn này điều chỉnh nhưng đó, mình nghĩ là một xu hướng tăng và đang một cái điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ này thì các bạn có thể canh tham gia các bạn nào mà chưa có thì tham gia còn các bạn nào có thì giữ đó chứ mình nghĩ là tại vì cơ bản những cái cổ phiếu ngân hàng này nó không hề vi phạm nha các bạn nó không hề vi phạm về hỗ trợ à, cũng chưa vi phạm gì hết nó chỉ là tích lũy nếu các bạn nhìn đây nè đúng không Techcombank là một cổ phiếu đang tích lũy ok các bạn và vẫn đang còn hỗ trợ ở vùng 31 đó, nếu có chỉnh về đó Khoảng tầm 31-31.2 cho các bạn dễ mua MBB Được không Y chang như vậy Dù hôm nay các bạn thấy chỉnh đâu đó khoảng 1. mấy phần trăm 2 phần trăm Thì mình nghĩ là vẫn còn hỗ trợ Và cái đà tăng Vẫn còn Thì không có cái gì phải hoãn cả Đó VIP Đó VIB cũng vậy Mình vẫn đang nắm quả này Vẫn chưa chốt được các bạn Đó Chưa chốt được À, thì à, các bạn và các anh chị thấy đây nó vẫn có hỗ trợ bây giờ nó có hỗ trợ vùng 22 Được không? thì mình mua đâu dưới rồi đó thì bây giờ nó bây giờ có những cái vùng giá này mình nghĩ là cũng không, không suy nhê gì đó, với những cái giá vốn của mình cả thì các bạn thấy là bây giờ nó không lên được này, nó chỉnh lại vàng không chỉnh chung với thị trường thì các bạn thấy là thị trường chỉnh nhưng về cái hỗ trợ nó vẫn còn thì mình vẫn kiên nhẫn nắm giữ với các cổ phiếu này đó rồi à, đó là một số các cổ phiếu về ngân hàng SHB đó, đó, cũng có điều chỉnh thì mình nghĩ là cũng sẽ có những cái hỗ trợ để tham gia thôi rồi à, những cái cổ phiếu dòng qua ngân hàng rồi chúng ta đi phiên nhóm chủ bất động sản bất động sản thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái điểm retest hơn à, một cái điểm tăng thì mình nghĩ là bây giờ bất động sản thì gần như nó vẫn chưa tăng được trong một cái xu hướng lớn cái xu hướng lớn nó vẫn chưa tăng được các bạn cho nên là mình nghĩ là À, về khả năng nó sẽ phải gặp nhiều rung lắc hơn bất động sản thì mình nghĩ là bất động sản nó sẽ phương hóa rất lớn đó đặc biệt là những bất động sản khu công nghiệp và bất động sản dân dụng đó thì mình chỉ sợ rủi ro nhất như mình có nói các bạn anh chị những cái điểm này đối với dg đúng không nó chỉ là mang tính chất t cộng các bạn hàng về không bán thì bạn quay lại các bạn này thì quá khó xử luôn đúng không đó thì tại sao mình chia sẻ các bạn những cái cổ phiếu nào t cộng đó vì nếu mà chỉnh thì các bạn thấy là gì đó, dg nó phải chỉnh về sâu thì mình nghĩ là đó hấp dẫn hơn à, đất xanh đây là các bạn đúng không thì bạn thấy là mở ra như này buổi chiều nó chỉnh ngay đó thì những cái điểm t cộng các bạn t cộng đúng không chính xác không các bạn đó là t cộng đó. các bạn mà mua sai một cái là các bạn khóc dở chết dở đó những cổ phiếu mà mình nói các bạn t cộng là t cộng còn à, những cái cổ phiếu mà những <laughs> khi mà nó có vùng có vùng hỗ trợ dày đặc thì mình nghĩ là cổ phiếu đó nắm dài được nên tốt mình nắm dài được đó, cái rủi ro lắm thì mình chỉ cắt lỗ một đoạn nhỏ con những cái đoạn này các bạn thấy không các bạn mà xử lý mình không biết là hàng về như thế nào nhưng như mình có nói nếu mà nó dụ như các bạn mua ở đây không thì hàng về nó có xuyên qua thì các bạn thấy nó cũng sẽ có những cái điểm retest trở về đó, thì lúc đó các bạn bán bán ra nó vẫn gọi là có thể là lỗ ít và vốn à, thì điểm tay cộng mà còn cái rủi ro mà các bạn có lãi thì mình không biết nhưng mà có lãi thì các bạn thấy gì hàng về sẽ chốt à, bây giờ hàng về buổi chiều là nên chốt chốt là các bạn thấy không đi luôn và gần như nó về lại nếu các bạn không mua đây thì gần như lỗ à, các bạn mua đâu đây thì lỗ à, đó, là đất xanh rồi những sale. sale cũng vậy đó sale thì mình nghĩ nó cũng vẫn không sao nó vẫn còn một cái hỗ trợ tương đối ngay chỗ 25.7 này rồi những cái cổ phiếu như Nam Long, Nam Long mình nghĩ là bây giờ nó cũng chưa như thế nào, mình đợi thôi, đó. mình đợi những cổ phiếu này, đó. cho nên là à, với những cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp thì mình nói ở đây nó um, tăng nhanh quá, bây giờ mình cũng chờ thôi bạn, nó có chỉnh thì mình sẽ tham gia, Đúng không nó chỉnh về những cái hỗ trợ mình sẽ tham gia, còn nó không chỉnh thì mình cũng chịu, KBC như vậy nè, đó, mình thấy theo những cái điểm cộng Đó những cái cổ phiếu mà nó không phải là mình nói là nó thuộc cái dạng tiếp gọi là bất động sản khu công nghiệp hay là bất động sản dân dụng gì hết mình chỉ nhìn thấy cái mô hình những cái mô hình đến lặp đi lặp lại bạn đó thì mình nghĩ là các bạn nào mà sử dụng về công cụ này các bạn trải qua nhiều đoạn, các bạn mà hiểu là bạn à, nào nó sẽ là t cộng và bạn nào là các bạn có thể nắm giữ dài chứ không phải là các bạn lấy lúc nào mình không lướt đâu đó vâng khi mình mua đúng là mình sẽ nắm giữ rất lâu đó tại vì cái, cái những cái khoảnh khắc mua được là chúng ta nắm giữ được rất, rất lâu còn những cái nào mà 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 mua ngắn hạn ok mình sẽ nhắc các bạn mua ngắn hạn à, như các bạn nào vào trong mình đi bạn biết những cổ phiếu mà mình mua đó là mình nắm giữ rất lâu đó nắm giữ lâu các bạn mình không có lướt đâu khi nào mình lướt lắm mà mình có thể chia sẻ cho các bạn mua nhưng mà khi mà đã làm lệnh mình cái nào mà mình nói tay cộng là tay cộng đúng không hàng về mình có lại lỗ nhưng mình cũng xử lý đó, nếu mà vi phạm về mặt cắt cắt lỗ là mình xử lý Hay. tại vì các bạn đã xác định t cộng đó cái quan trọng là các bạn và các anh chị phải xác định từ đầu t cộng là t cộng cái nào nắm giữ lâu một tí là nắm giữ lâu một tí đó. <laughs> rồi và chúng ta khi mà đúng rồi thì chúng ta tới mục tiêu mà chốt đúng không đó. chứ đừng có lướt, lướt tới lướt lui loại mất hàng mà cũng quan sát hết được rồi rồi à bất động sản thì có SSC đó để thấy không như mình có nói SSC mà nó lên được những khu vực này nó bị áp lực lắm mà đó nó bước vào khu vực 37 là bị áp lực ngay nhưng mà cơ bản thì nó cũng chưa vi phạm gì với SSC cả với SSC mình nghĩ là về thị trường thì nó rung lắc thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả đó, đó là các cổ phiếu bất động sản của công nghiệp rồi ADC nè ADC ví dụ như bây giờ mà ADC chỉnh thì mình nghĩ là cũng ngon đấy đó. đây là một cái sự break out giả đúng không các bạn đó. chưa đủ thời gian mà break là đúng không ạ, à? để xịt Bên đây là chỉnh lại thì sẽ ok, đúng không? Rồi uh, bất động sản rồi thì chúng ta sẽ qua qua những cái nhóm ngành như là thép, Đâu, các bạn thấy thép, thép thì mình nghĩ là nó cũng chưa có vấn đề gì cả, đây là một cái breakout nền, break nền rồi, oh, break nền, đây là những cái đoạn mà gọi đánh giá là hội tụ, mình nghĩ là đánh giá là hội tụ thì cái cơ hội của thép này nó sẽ đi lên rất lớn. Đó, thì cụ thể như hòa phát đó thì mình trong ngày hôm nay thì các bạn anh chị hỏi mình có chốt không mình cũng chốt đúng không tại vì mình mình nhìn thấy cái khả năng nó uh, tăng vượt nền này nó có thể rung lắc và test bình thường nhưng mà mình nghĩ là với cái đà tăng này đối với ngành thép lớn đó, hòa phát thôi còn hoa sen thì mình chưa biết nha hoa sen thì mình nghĩ nó tích lũy nó có thể là rung lắc và test lại đây thôi nam kim đó, nam kim như sáng bạn hỏi nè đúng không mua rất là lơ lửng mình thì chắc chắn mình sẽ không mua đó. thà bây giờ nó vượt qua luôn mình mua còn không thì mình ở đây thôi hoặc rải lệnh thì mua thì được thăm dò thì được đúng không đó. cho nên là các bạn hỏi tại sao mình có những cái l... à, tại sao mình không mua mà cứ nói không à đúng không? đó thì các bạn thấy là làm lệnh nó phải cụ thể giá đó. giá là phải có điểm mua điểm bán đúng không mua bán cắt lỗ rất cụ thể cho các anh chị bạn đó cho nên là các bạn thấy cái kênh này nó chia sẻ cho mọi người cụ thể đó đó là nhóm thép à, nhóm thép thì cũng còn nhiều cổ phiếu khác nữa bạn đúng không ở đây thì mình view một số như vậy thôi à, và chứng khoán đó chứng khoán thì mình vẫn đánh giá là một cái xu hướng nó vẫn là một cái đà tăng đó, nó vẫn chưa về kháng cự mà cho nên là mình nghĩ là nó có thể rung lắc thôi nó chưa về hoàn toàn về mặt kháng cự đâu nó chỉ có một số cổ phiếu về kháng cự rất rõ ràng ví dụ như VND thì mình như mình có nói với các anh chị bạn trong những cái livestream buổi sáng đó, thì với cái kháng cự đâu đó khoảng 19.35 19.35 đúng không? nó có thể vượt lên mình thấy là về mặt ngắn hạn nó lên được là 19.5 cao nhất của nó 19.5 nhưng mà quan thấy là nó cũng sẽ bị điều chỉnh tại vì các bạn hiểu là VND nó đã tăng rất dựng đứng đó, và cái độ mất cân bằng của nó rất lớn và về mặt ngắn hạn nó đang rất hưng phấn thì cho nên là nó điều chỉnh thì mình nghĩ là đối với cổ phiếu này à, nếu mà điều chỉnh thì lanh quanh đâu đó ở cái vùng 17 17.5 tầm tầm 17 7.4 17 đến 17.4 thì cái biên này sẽ mua hiệu quả hơn và ngày lúc đó sẽ mua hiệu quả hơn đối với Vindy Vindy là một cổ phiếu rất sốc rồi, SI đó, SI thì mình nghĩ nó vẫn còn hỗ trợ thôi Dù hôm nay thì với một cái um, Điều chỉnh nhưng mà mình nghĩ là Với SI thì nó vẫn còn một cái đà lên Đó, Thì nó điều chỉnh như thế này Thì hiện tại là cũng mất đi một đoạn lãi Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi Những cái cổ phiếu mà nó có Cái đoạn này thì tất nhiên mình có nói rồi Cổ phiếu nó không thể tăng dựng đứng Càng tăng dựng đứng thì nó càng nguy hiểm đúng không? Tại vì Tăng mạnh thì nó giảm mạnh Để những cái này nó tăng rồi nó giảm rồi nó chỉnh lại bình thường mình nghĩ là đây nó vẫn có hỗ trợ về SI đó thì đây những cái vùng hỗ trợ như thế này mình nghĩ là vẫn là ok đó ok để mua SI SI mà chỉnh về đoạn đây được 23 thì cũng được đúng không thì cho nên là các bạn nào mua sâu những cái cổ phiếu này các bạn có thể canh những cái vùng hỗ trợ như là tầm 23 24 và gần nhất nó là 24 này đó, thì mình có thể tham gia bây giờ là 24.3 rồi mình nghĩ là các bạn đặt 24 thì vẫn được bình thường đó. rồi uh, VCI đó nhưng mình nghĩ là VCI đoạn này nó cũng uh, hơi khó thôi nói chung là VCI đoạn này nó cái hỗ trợ này mình không đánh giá cao lắm xem mờ vậy SM thì mình cũng thấy tạm thôi nhưng nếu mà nhúng xuống một tí thì ok đó. nhúng xuống một tí về đâu đó khoảng tầm 25 năm đó, một biên một tí nữa có thể nó nhúng một tí rồi nó lại kéo chân lên mà Đấy không? thì các bạn thấy là mở cửa ra nó có thể là mở cửa ngay đây rồi nó đạp xuống đạp xuống rồi lại cuối giờ nó rút chân lên cho nên là các bạn thấy là những cái cổ phiếu như là hcm này nó thật sự khó chịu về mặt hỗ trợ. đó các bạn nên chú ý thôi. mình nghĩ là nó tới phiên chiều rồi chúng ta hãy chú ý để tham gia lại đối với hcm thôi. được không? rồi đó là dòng chứng khoán và những cái nhóm ngành xây dựng. Đó, nhóm ngành xây dựng thì mình đánh giá là <laughs> đã tăng một đoạn rồi. thì cho nên là bây giờ nó cũng vẫn còn khả năng các bạn. mình vẫn đánh giá là khả năng nó vẫn còn đi lên đó, nhưng mà không phải cổ phiếu nào đó, khi điều chỉnh các bạn thấy không mình tại vì bây giờ mình cũng không biết các bạn nắm giữ cổ phiếu nào để mình chia sẻ hết đó, thì đây mình livestream như này thì mình đánh giá chung và đưa ra những cái cổ phiếu mà mình nghĩ là nó vẫn còn tiềm năng đó, ví dụ như lần trước mình có chia sẻ mọi người những cái cổ phiếu mà còn tiềm năng như là FCN rất lớn ở đoạn này các bạn không bạn nào chịu khó nắm giữ đi hoặc là mua mới những cái đoạn này mình chia sẻ là 10.8 là 10.9 đây nè đó, ngay từ những cái hỗ trợ này đó, và vượt lên trên 11.5 bạn mua thêm đó là những cái đoạn mua rồi. Đó, và tới bây giờ các bạn chốt lời cũng không có gì đặc biệt cả và đặc biệt mình nghĩ là cổ phiếu này các bạn mày hôn được thì cứ giữ lên được cái vùng 17.7 này các bạn chốt lời thôi chứ còn à, ở đây mình nghĩ là nó cũng không có chưa vi phạm về mặt hỗ trợ đâu. Yeah, đó. Nhưng mà cái đó là ngắn hạn những cái điểm mua đó mình nghĩ nó cũng không an toàn nhưng mà các bạn nào giữ được thì cứ giữ. Còn những cổ phiếu mua an toàn như VCG đó VCG nó có những cái điểm hỗ trợ như thế này đó, thì các bạn thấy là những cái hỗ trợ như mình có nói đây là lanh lanh quanh 20 20.8 và 21 thì đây là những cái điểm mà các bạn và các anh chị có thể mua với lại VCG đó, VCG thì mình đánh giá là cổ phiếu nó vẫn còn cái tiềm năng và cái đà nó vẫn đi lên đó thì cho nên là các bạn có thể chú ý về VCG uh, uh, để tham gia vào mai đó, hoặc là khi phiên điều chỉnh có về cái hỗ trợ này các bạn tham gia ha đó lanh quanh cái vùng 20.8, 21 là cái vùng mà các bạn có thể tham gia VCG à, rồi tiếp tục thì chúng ta là đó là những cái nhóm ngành xây dựng và còn ngành nào nữa các bạn ngân hàng rồi du lịch rồi à, du lịch chưa bất động sản nè mình view cái ngành chính chứng khoán dầu khí dầu khí đoạn này nó có những cổ phiếu tăng quá xa mà mình nghĩ là dầu khí nó vẫn đi lên <laughs> ví dụ như cổ phiếu Bình Sơn Bình Sơn thì mình nghĩ nó vẫn còn an toàn đó. hỗ trợ lên quanh 17 đó, bây giờ nó vẫn là hỗ trợ 17 đó. <laughs> các bạn và các anh chị nào tham gia sau thì có thể là tham gia Bình Sơn còn các cổ phiếu này mình nghĩ là không có không có cửa để tham gia nữa rồi nó mà không chỉnh là mình cũng không tham gia được các bạn với những cổ phiếu quá mạnh này trong ngành dầu khí mình thấy là BVB RBSH này cổ phiếu tăng quá mạnh à, BVD à, BVD bạn nào kiên nhẫn BVD nó điều chỉnh thì mình ok BVD bây giờ mà điều chỉnh về đâu đó những cái vùng hỗ trợ quanh quanh 22 cái này, này các bạn rất là ngon tham gia BVS à, BVS mình nghĩ cũng sẽ như vậy mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái điều chỉnh về 29 à, 29 đầu tiên tầm tầm cỡ 29 rồi 27 27 đây là cái hỗ trợ rất mạnh đó là BVS uh, à, BLX BLX vẫn đang có hỗ trợ nha các bạn đó, các bạn nào mà tham gia thì có thể tham gia BLX đó, BLX thì sau khi press xong nó cũng lại chỉnh chỉnh test lại nền mình nghĩ là test nền đây là lanh quanh cả 38 và 82 này đó, các bạn mua sau vào wow, sau được đối với BLX ha nha Rồi đó là những cái góc nhìn của mình về thị trường mình nghĩ là các bạn và các anh chị tham gia đầu tư chứng khoán là một trong những cái nơi mà gọi là tâm lý nhất của thị trường đúng không như mình có nói là à, nó là một cái mua bán giữa người mua và người bán đó, mà chúng ta không biết mặt nhau đó, cho nên là cái gần như là chúng ta phải bị tâm lý đó, cho nên là các bạn phải nhìn vào những cái biểu đồ để chúng ta tránh những cái tâm lý của mình đừng quá hưng phấn mà chúng ta cứ bình tĩnh để mình giao dịch và hiệu quả nhất. Ok, thì hôm nay thì mình có chia sẻ như vậy thôi. Đó là những cổ phiếu mà chúng mình vẫn thấy được những cái điểm mua và điểm bán cho các anh chị của bạn cho ngày à, điều chỉnh tiếp theo. Các bạn nào thấy hay thì cho mình một cái like và cũng như một cái share giúp mình cái video này đó, thì quá tuyệt vời. Và đặc biệt hơn thì các bạn nào mới xem mà mới biết tới mình đó và biết tới cái kênh đầu bếp chứng khoán này có thể là đăng ký cho mình một cái đăng ký cũng như là một cái nút chuông để nhận thông báo sớm đó, khi mình xuất bản ở những video Ok và à, trong những cái mình mới tách ra đó, thì à, cũng gặp được một số cái khó khăn ban đầu đó, thì cũng mong các anh chị các bạn có thể ủng hộ mình một cái tài khoản tại SI à, với cái ID phía trên phía trên của mình hoặc dưới phần mô tả đều có đó và mình vẫn tiếp tục làm một cái hành trình ở VPS nữa nha các bạn đó, các bạn nào mà có tài khoản ở VPS thì cũng có thể liên hệ mình đó để mình gửi cho bạn các bạn và các anh chị những cách chuyển và những cách mở mới của VPS với cái ID của mình ha rồi cảm ơn các bạn và các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp chúc các bạn và các anh chị đầu tư thật nhiều may mắn bye bye và hẹn gặp lại